con số. Số 14. Số 14. Đẩy vô tên. Thật giàu hẻ nên cũng đọc. Sao rồi? Thấy sao rồi? Chưa còn căng nữa đó. Còn căng nữa. Con không muốn làm. Dọn dẹp căng. Dọn dẹp căng nữa. Đội hờ dọn dẹp đã tới. Đội hờ dọn dẹp xịt tinh đen. Rồi để đây đi. Con muốn dọn nó ra. Căn này dơ hơn tại vì hồi nãy không có chổi. Hả? Tôi quét. Đi xịt tinh đen lại. Cho quét dọn nè. Quét qua cái chút xíu rồi mà hồi nãy có test. Hồi nãy có test máy lạnh rồi, không bây giờ mở mắt hả, hết mát lên. Thì có thể này đi được hết mà. Bên đây nè. Bên này hồi nãy ăn cái rồi, bên này cô chưa chơi. Dọn dẹp xong mới đi được nè. Để dọn trả lại hiện trạng cho nó sẽ đàng hoàng nhé. Cần một ngủ im chưa? Đó. Dữ. Rồi lại. Hay dữ. Đổ rồi. Ngồi vào đây, ngồi vào đây, ngồi vào đây từ từ. Ngày là căn này là mai, ngày mai là khách thuê. Khách thuê dọn vô. Nay ngày 9 này. Nay 17:09. 9 tháng 11 2009. Quá. Ê còn ơi. Là lũ gian. Đó, bàn giao là hai máy lạnh này chủ đầu tư. Rồi, vô ghế đi. Đứng lên.
Chưa, phải gom vô trước, gom vô cho nó thành một đống đó, rồi bắt đầu mình mới hốt được. Rồi gom xong rồi hốt rồi nè, cầm mó đàng hoàng có. Rồi bàn giao nhà sạch sẽ, chị đang có thể vui chơi được rồi. Bàn giao nhà căn một phòng ngủ từ trong ra ngoài sạch bông kinh kít hả, đem ba cái thùng đi mới đó mới lạnh xong. V1 V2 hai căn rồi đóng cửa rồi bàn giao mới đi được chứ. Rồi xuống công viên hưởng cho chị tin đang chơi một tí ở dưới ở bên lóc người ta, anh lóc SV. Rồi. Dạ thằng máy. Ok, chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video sau. Nhớ like, đăng ký, hạ tiền ủng hộ Trí Xì Tiền Dừa và Xì Tiền En. Bye bye.